Em nghĩ mình nên kết thúc đi. What? Ôi đừng, nó muốn. Em muốn từ bỏ. Ôi đừng, nó muốn. Em muốn từ bỏ. Hey hey, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ặc xong? Úi giời, đừng lo, đã có sách hỏi tv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì về giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Sau có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung sao gì nữa, hãy truy cập ngay sách hỏi tv.com nha. Em ơi, thỏ ơi. Hả? Cái gì? Thỏ hỏi như anh đi mà. No no. Đừng giận anh nữa mà. Đó là lồng tới đi. Đang diễn hay mà. Không là lồng nữa mà. Chưa biết lỗi rồi. Mình nên tiếp tục nhau. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Đang diễn hay mà không diễn tiếp đi. Không biết lỗi rồi mà. Diễn gì ngầu. Trời mốt hả, nó nhắn tin rồi bắt đầu tin tiếp. Ngủ dám nữa. Bớt đi. Tưởng hốc bà thứ giải chừng ở đây nữa. Tưởng hốc bà thứ giải chừng ở đây nữa. Ngu dốt. Tiếc mà. Không dám nữa. Hề luôn. Bớt đi. Tiếc mà. Thề luôn. Không dám nữa. Có trò không dám nữa. Kệ anh. Đúng mà, đứng nhận nữa mà. Đứng nhận người ta nữa. Đứng nhận anh đúng mà. Mệt quá. Đứng nhận đi, nó mệt quá. Cho nghỉ mẹ một đi. Sao không diễn tiếp đi? Không diễn gì nữa đâu. Lạnh lùng hay lắm mà. Không có lạnh lùng đâu. Đường ra điên đây. Em kỳ. À, không, không có lạnh lùng. Ủa? Vậy cái lúc người ta khóc thì sao? Ai mà biết được. Không lạnh lùng mà khiến người ta khóc. Mấy ngày đêm luôn, không gặp nhau, ăn cơm cũng lén lút nữa. Làm như hả, gặp nhau như thù với thịt vậy. Giờ ở đây mà xin lỗi. Người ta biết lỗi, người ta xin lỗi, không có chờ được. Anh đừng có giả chứng này nữa. Nào khóc thiệt đi rồi tính. Tôi khóc thiệt rồi. Mà không có giỡn nha anh. Đừng quấy lên tôi. Thích vậy đó. Trời xin lỗi mà. Xin lỗi là gì biết xong hả? Là người ta khóc rồi, là người ta thất vọng rồi. Xin lỗi là xong hả? Người ta chuộc lỗi mà. Chuộc lỗi cái nào? Vì em muốn phạt anh vậy vậy. Thèm. Thôi thèm đi mà. Quê bái luôn. Quê. Thèm đi. Đã không. Em. Mệt quá đi. Ôi không có mệt. Thôi thèm. Mẹ, nó nghỉ luôn. Nó nghỉ mà. Em không nói chuyện với anh. Thôi, nói chuyện với anh ơi. Đi mà. Đi mà, nó nghỉ mà. Nó nghỉ mà, em thỏ. Em xin lỗi mà, muốn không có vậy đâu. Mới đúng. Em thỏ. Nói. Lỗi mà muốn không vậy nữa. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Không quan tâm. Ơi ngâm đi mà. Xin lỗi, biết lỗi thiệt rồi. Giờ anh biết lỗi quá muộn rồi. Em không phát hiện ra anh tính biết lỗi tới bao giờ. Không, đâu có muộn đâu. Biết lỗi rồi. Không muộn đâu. Ờ ok, một tuần, hai tuần không muộn đâu. Thì thôi, anh biết lỗi mà. Lỗi anh ơi. Người mà. Ôi, lỗi liền mà. Em nghĩ mình nên kết thúc đi. What?
Ôi đừng, nó muốn. Em muốn từ bỏ. Ôi đừng, nó muốn. Em muốn từ bỏ. Ôi đừng có từ bỏ mà. Thôi mà đừng từ bỏ mà. Bây giờ em muốn từ bỏ giống như là lần trước anh đã nói thôi. Ai? Cái gì? Lần trước anh nói gì? Em muốn lừa giải thích lắm. Bây giờ anh tin nghe theo thì bây giờ em muốn từ bỏ, em mệt rồi. Thôi mà đừng có từ bỏ, đừng bỏ anh mà. Em chán rồi. Thôi mà đừng bỏ đi mà. Em không muốn suốt ngày mà cứ kiểu ngày nào cũng buồn rồi khóc, rồi chỉ vì mà một cái câu nói của người ngoài mà anh lại tin, anh lại đối xử với em mấy ngày nay lạnh nhạt mấy ngày nay luôn. Bây giờ nhận ra thì quá muộn rồi anh, quá muộn rồi anh. Không phải giải quyết bằng cái gì là người ta khóc thì hai từ xin lỗi là xong phim, không có. Nhưng mà nói lỗi cho lần này đi. Anh biết anh sai. Em tha lỗi cho anh mấy lần rồi. Lần này là lần quá đáng lắm luôn á. Anh có biết là em khóc mấy lần rồi chưa? Em khóc trên là anh có biết không? Em nói thiệt, là anh còn thua cả fan nữa. Quá chuẩn luôn. Fan suốt ngày cứ quan tâm em nè, rồi biết em khóc nè, em ngủ em các kiểu nè, còn anh thì sao? Anh suốt ngày ở câu cá, anh có hiểu tâm lý của em không? Bây giờ em nói rồi, em muốn từ bỏ. Thôi mà, bỏ đi mà. Em không muốn anh, em không cờ rớt anh nữa. Em hết thích anh rồi, giờ em hết chán ghét anh rồi, được chưa? Em muốn rồi nhìn đến đời. Bây giờ em muốn từ bỏ, được chưa? Không. Buông tha nhau đi. Không. Anh là nhạc hay lắm mà. Sao không diễn hết tuần của mình đi? Ủa nếu mà em không nói ra, bây giờ anh còn là nhạc với em không? Bây giờ anh xin lỗi quá muộn rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Bây giờ em muốn từ bỏ, được chưa? Giải thoát cho nhau đi. Bây giờ sao? Đừng có khóc mấy thứ giải chừng ở đây nữa nha. Không có hợp đâu. Sao đây? Nhận bỏ đi mà. Chẳng phải chứ đây anh muốn hả? Không muốn đâu. Anh là nhạc với em còn gì? Tức là người mở bài trước luôn á. Em bỏ anh đi, chắc anh cũng về quê đi, chứ anh không ở đây nữa. Về quê? Anh bị điên hả? Anh là game thủ về quê bằng gì trời? Điên hả? Làm gì đây? Alo? Còn gì đấy hả? Tính làm gì vậy? Làm gì đó? Thì không là lỗi cho anh. Bỏ nó hoài luôn đi. Là lỗi cho anh đi mà. Đừng khóc giả chân này nữa, đừng dùng nước mắt cá sấu nữa. Trước giờ anh có khóc vì em đâu. Anh không có. Giờ anh hối hận cũng muộn rồi. Anh nghĩ lỗi rồi mà. Giờ sao? Hả? Vãi chưởng mất wifi. Giờ sao? Alo? Em biết lỗi rồi mà, em cho anh một lần đi. Một lần gì? Tha lỗi cho anh một lần nữa đi. Anh còn thích em đâu à, tha lỗi em một lần nữa đi. Không được không? Trời ơi, cái quân què gì đây? Quán lên ốc nha. Vô em rồi.
Xa lỗi nha đi mà. Có máu vô. Máu đồ bơm. Trời ơi. Mà cười. Này đừng có diễn nữa đâu. Cười là lỗi cho anh nè. Đúng là con trai của ta. Ôi trưởng đi. Mất cả chi rồi không có máu. Người là cho anh cơ hội nha. Mở quá hãy đồ vô đi. Không. Thừa cho anh cơ hội nha. Đâu phải cười là cho cơ hội không? Thấy mất cười thôi Duyên. Cười là cho anh cơ hội rồi. Rồi đồ anh đâu sống mày vô. Không được. Mệt ghê. Thì mày cho cơ hội nha, không nói nữa nè. Mệt quá. Cái vô cơ hội đó. Không giận nữa nha. Không quan tâm. Ngon mà quan tâm đi mà. Quan tâm anh đi mà. Coi địch đánh rồi kìa. Ấy da. Vừa lắm tôi chết. Đặt keo của anh được, đặt keo của anh được. Tôi chết. Bên đây bên rồi luôn nè. Cho chết luôn đi. Ui không bảo vệ coi vậy. Vậy sao nổi nó. Nổi đó nè. Nổi đó. Vô duyên. Sao nổi rồi. Giờ trói không được đâu. Thì hai lỗi. Tao nổi rồi. Tay trái em. Đừng nhảy, đừng nhảy. Đừng có thêm xa, đẩy gần luôn em. Mình phải vào đập nha, thế đi. Mà nổi nghe. Không nổi được. Mệt quá đi. Yeah.